Chúng con tin cậy nơi điều thánh, chúng con tin cậy rằng Ngài luôn theo dõi chúng con, chăm sóc chúng con, chăn dưỡng chúng con và quan phòng mọi sự chung quanh cuộc đời của chúng con. Chúng con tin, chúng con gọi Ngài là Abba, là Cha, thì chúng con có thể nhận được ơn phước ân điển lớn lao này là vì tình yêu lớn của Cha. Giờ này chúng con đến để chúng con nhận lãnh lời của Ngài, bởi vì người công bình sống bởi đức tin, cho nên chúng con phải sống theo lẽ thật của Chúa, tin theo lẽ thật của Chúa. Vậy Chúa Thánh Linh ơi, xin hãy dạy dỗ chúng con, xin hãy mở mắt chúng con, xin hãy khai sáng tâm trí của chúng con, xin mặc khải cho chúng con để chúng con nhận biết lẽ thật của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con tôn cao lời của Ngài, chúng con dành thời giờ còn lại cho Chúa Thánh Linh Ngài làm chủ. Chúng con hiệp một và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trong một cái phân đoạn mà chúng ta thấy có một lẽ thật, đó là đức tin chính là sự ăn năn cao cả nhất. Trong Ma-thi-ơ đoạn 27, vai trò của đức tin, chúng ta xem từ câu 1 đến câu 26 trong bài học hôm nay. Ma-thi-ơ đoạn 27 từ câu 1. Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị kịch cùng Đức Chúa Giêsu để giết Ngài. Nghịch để giết Ngài. Cũng bày đặt ra làm hội nghị, nhưng mà thật ra là nghịch để giết Ngài. Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát là quan tổng đốc. Nghĩa là sau khi hội nghị bàn thảo xong rồi, bắt đầu đem nộp Ngài cho quan tổng đốc Phi-lát. Như vậy thì chúng ta thấy là đây không còn là một hội nghị để xét xử theo luật pháp, hay là một tòa công luận đúng nghĩa, mà nó là hội của những kẻ ác đang mưu tính giết người. Nên nó đâu phải là xét xử theo công lý gì đâu. Nghĩa là họ bàn cách để giết người, cho nên nó không còn là một tòa luận, là công luận nữa, không thể gọi là một tòa công luận. Mưu tính giết người mà giết ai? Giết con Đức Chúa Trời. Kinh khủng. Những người này là những người mù loà, gian ác. Cái mưu trước mà họ bàn với nhau đó là họ nộp Chúa cho Phi-lát. Phi-lát là một người ngoại, không phải là người Israel. Phi-lát là người ngoại. Nhưng mà không những thế, Phi-lát cũng là một tay độc ác, chứ không phải gì thường. Nộp cho một tay độc ác để mượn tay độc ác giết Chúa. Chúa thì Chúa biết trước mưu định của họ rồi, Chúa tiên tri trước rồi. Khi mà Chúa phán với môn đồ sao trong Mác đoạn 10 câu 3, Chúa nói gì? Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo, họ sẽ định Ngài phải bị tử hình. Không có chuyện tù ở đây, mà cái định của họ là Ngài phải bị tử hình. Và khi Ngài bị định tử hình thì họ giao Ngài cho dân ngoại, và giao Ngài cho dân ngoại. Nghĩa là chính họ, người Israel, không giết Chúa mà giao hẳn cho dân ngoại làm việc đó. Rồi. Ngoài ra Phi-rơ còn cho biết thêm Phi-lát là một tay độc ác. Trong câu vụ đoạn 2 câu 23 đó, Phi-rơ giảng, Phi-rơ nói gì? Người đó đã bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi, mượn tay độc ác. Chúng ta thấy mà là một mưu kế rất là hiểm độc. Nghĩa là giao mà coi như giao cho kẻ ác. Chúng ta có cái câu là coi như là giao trứng cho ác. Nghĩa là họ bàn mưu tính kế rồi, bây giờ họ muốn giết Chúa Giêsu là họ bằng cách là giao cho một cái tay độc ác để mà giết Ngài. Mưu tính như vậy đó. Như vậy thì tất nhiên là khi mà nói là tay này là tay độc ác, là tay này đã giết vô số người đó, chứ không phải giỡn đâu. Giết người không gớm tay, mà giết những kẻ vô tội, giết oan ức người ta đó, mới gọi là tay độc ác đó. Họ giao Chúa Giêsu cho cái tay đó. Chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 27 từ câu 3 đến câu 10. Khi ấy, Giu-đa là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn bèn đem 30 miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão. 30 miếng bạc này á, là coi như là ông nhận lãnh từ người ta để ông chỉ ra ai là Chúa Giê-xu. Ông chỉ ai là Chúa Giê-xu để nộp Chúa Giê-xu cho người ta. Câu 4, mà nói rằng tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. Xong họ đáp rằng sự đó can gì đến chúng ta, mặc kệ người. Mặc kệ người. Xong rồi, việc xong rồi, phủi tay,
không cần biết, không cần quan tâm tới ngươi, ngươi ăn năn hay ngươi thế nào không cần biết, việc của ta xong rồi, việc của ta là ta bắt được người rồi. Giuđa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thắt cổ. Ông đi vô đền thờ, ông ném bạc vào trong đó, ngộ chưa, ném cái bạc đó vào trong đó, ông trả lại cái bạc đó nhưng mà ông ném vào trong đền thờ. Nhưng các thầy tế lễ cả lượm bạc mà nói rằng không có phép để bạc này trong kho thánh vì là giá của huyết, có nghĩa là cái bạc đó làm được mua, được hối lộ cho cái việc giết người đó. Hồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua ruộng của những kẻ làm đồ gốm để chôn những khách lạ. Đấy, mua một cái đám ruộng của những người làm đồ gốm đó, mua lại để chi vậy? Để có những khách vãng lai mà người ta đến Israel mà người ta chết đó, thì đem chôn những người khách đó, những người ngoại đó. Nhân đó ruộng ấy đến nay còn gọi là ruộng huyết. Chữ huyết ở đây là bởi vì cái ruộng đó thứ nhất là được mua bởi bạc mà nộp Chúa Giêsu để giết chết. Thứ hai nữa là ruộng đó để dùng chôn những kẻ chết. Bây giờ được ứng nghiệm lời đến tiên tri Jeremy đã nói rằng họ lấy 30 bạc là giá của đấng đã bị định bởi con cái Israel. Chúng ta thấy lời tiên tri thời xưa đã nói trước rồi. Đấy. Jeremy đã coi như là phải bỏ ra 30 bạc để mà mua cái đấng ruộng đó. Và đưa bạc ấy để mua ruộng những kẻ làm đồ gốm y như lời Chúa đã truyền cho ta. Chúa đã truyền trước cho Jeremy làm việc này để làm biểu tượng cho ngày sau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Giuđa ăn năn, mà hành động ăn năn là một hành động của cao độ luôn. Hành động ăn năn của Giuđa là hành động ăn năn cao độ. Không có ai, chưa chắc có ai ăn năn giống cỡ như ông ta. Thứ nhất là xưng tội. Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. Đấy. Thứ nhất là xưng tội. Tôi đã phạm tội vì nộp huyết vô tội. Thứ hai nữa là trả lại tiền. Xưng tội xong rồi trả lại tiền, ném bạc vào đền thờ. Và thứ ba nữa là tự đền mạng luôn. Anh đang cỡ đó, anh đang đến mức độ đó, tự đền mạng đi thắt cổ mà chết luôn. Có ai anh đang đến mức như ông không ạ? Có ai anh đang đến cái mức độ như anh Giuđa không vậy? Cái kiểu anh đang quyết liệt như vậy đó, liệu là Chúa có chấp nhận tha thứ cho ông không? Hay là Chúa có cứu ông không? Không thể, hoàn toàn là không có. Ông không được cứu, Chúa cũng không thể tha cho ông được. Không tha cho ông được. Cho dù ông ăn năn cái cỡ mà gọi như là chưa chắc ai ăn năn cỡ như ông. Cho nên chúng ta thấy là dù ông ta ăn năn vì giết Chúa, nhưng từ đầu đến cuối, ông hoàn toàn không có đức tin gì cả. Từ đầu khi ông theo Chúa cho đến cuối cùng, ông cũng chẳng có một đức tin. Ông chẳng xem Chúa Giêsu là ai hết. Ông xem Chúa Giêsu tầm thường. Những lời giảng của Chúa đối với ông nó lọt qua lỗ tai này đi qua lỗ tai kia. Ông theo để vì danh tiếng, ông theo để vì lợi lộc thôi, chứ hoàn toàn không có tin là Chúa Giêsu là đấng Messi hay là tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Thậm chí lời giảng của Chúa Giêsu ông không tin. Cho nên từ đầu đến cuối là ông đâu có đức tin đâu. Sự ăn năn của ông ta là vô ích. Dù ông ta ăn năn đến cái cỡ đó đi nữa, đến mức độ mà tự đền mạng luôn đó, thì là vô ích. Và hành động tự tử của ông ta thật là ngu muội, vô cùng ngu muội. Nhiều người thắc mắc nói là nếu không có Giuđa thì đâu có chuyện Chúa Giêsu lên thập tự giá. Vô lý. Không có Giuđa thì có cách khác để Chúa Giêsu lên thập tự giá. Không cần phải Giuđa, nhưng mà Giuđa đã can dự vào cái việc này thì Giuđa lãnh hậu quả thôi. Cho nên chúng ta thấy dù là ăn năn nha, nhưng mà vẫn không được Chúa tha thứ như thường. Bởi vì Chúa đã khẳng định rồi, con người đi y theo lời đã chép về Ngài. Đó, xong khốn nạn thay cho kẻ phản con người. Chúng ta thấy không? Chúa Giêsu phải đi. Chúa Giêsu phải đi bằng cách này hay cách khác, Chúa Giêsu phải đi. Nhưng mà Chúa Giêsu xong khốn nạn thay cho cái kẻ mà phản con người, có nghĩa là ông là cái người mà can dự vào trong việc đó, phản bội Chúa. Thậm chí Chúa nói thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Thà nó chẳng sanh ra thì hơn, không có mặt thì hơn, nó không không can dự vào đó. Rất là tiếc nó đã can dự vào trong đó. Là một người được chọn, nhưng mà lại can dự vào cái chuyện đó.
Cho nên Chúa nói là khốn nạn. Khốn nạn có nghĩa là định số phần của ông rồi. Số phần của ông là số phần của khốn nạn. Chúng ta thấy Phi-rơ thì khác với Giu-đa nha. Phi-rơ cũng chối Chúa nha. Nhưng mà Phi-rơ thì tin Chúa từ ban đầu. Và tin luôn cả lời của Chúa trong gian đoạn 6 câu 7 đến câu 9. Chúa Giê-xu phán cùng cả 12 sứ đồ rằng còn các ngươi cũng muốn lui đi chăng? Simon Phi-rơ thưa rằng lại Chúa, chúng tôi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng ta thấy không? Phi-rơ tin lời của Chúa là lời của sự sống đời đời. Lời Chúa phán ra không phải là lời bình thường, tầm thường, mà là lời có sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Ông không những tin lời của Chúa là sự sống đời đời, mà ông còn tin Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời nữa. Như vậy thì Phi-rơ hoàn toàn là một người đầy dẫy đức tin. Nhưng mà vì yếu đuối sợ hãi, Phi-rơ chối Chúa. Ông chối Chúa vì yếu đuối sợ hãi. Nhưng mà ông tin. Ông tin Chúa là ai? Ông quyết đi theo Chúa. Nhưng mà ngay trên hoàn cảnh cực kỳ đó, ngặt nghèo đó, thì ông chối Chúa. Và chúng ta thấy ông đi ra, ông ăn năn cái kiểu là khóc lóc đắng cay. Ăn năn mà ăn năn khóc lóc đắng cay. Nhưng mà thật ra cái việc mà ăn năn mà khóc lóc đắng cay của ông đó, nó cũng không cứu được ông. Nó không cứu được. Mà chính nhờ Chúa Giê-xu cầu nguyện. Chúng ta hôm trước, bài học hôm trước, chúng ta thấy là Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho ông. Chúa nói ta sẽ cầu nguyện cho ngươi, hầu cho ngươi không mất đức tin. Cho nên ông được cầu nguyện. Vì vậy ông trở nên vững vàng trong đức tin của mình. Ông không rời đi luôn. Mặc dù ông chối, ông không biết Chúa, nhưng mà ông không rời đi luôn. Ông không tự tử nữa, giống như Giu-đa. Trở lại. Nhưng ông trở lại. Đó. Cái ích lợi, cái hiệu quả của cái lời cầu nguyện Chúa dành cho ông, nó nằm ở chỗ đó. Nếu không có sự cầu nguyện của Chúa trong cái thời khắc kinh hoàng như vậy, có thể ông đã bỏ đi luôn, không theo Chúa nữa. Thậm chí ông có thể tự tử giống như Giu-đa, vì mặc cảm đã phản bội Chúa. Nhưng ông trở lại. Và trở lại rồi thì bởi ân điển của Chúa mà ông lại trở thành trụ cột của hội thánh sau này. Rất là tuyệt. Như vậy chúng ta thấy rằng lời xưng tội cũng như hành động ăn năn tội lỗi không cứu được một người. Chúng ta đừng bao giờ tin cậy vào cái chuyện là tôi xưng tội rồi tôi ăn năn tội lỗi là tôi có thể được cứu. Không phải. Chỉ có đức tin, chỉ có đức tin nơi giá trả của Chúa Giê-xu mới nhận được sự cứu rỗi mà thôi, chứ không phải do ăn năn xưng tội đâu. Như vậy thì chúng ta thấy tin Chúa Giê-xu để được cứu mới là hành vi ăn năn thiêng liêng cao cả nhất. Tin Chúa Giê-xu để được cứu đó là hành vi ăn năn thiêng liêng cao cả nhất hơn tất cả những loại ăn năn. Dân Do Thái trước đây là họ tin theo Mô-xe, họ tin theo luật pháp, họ tin theo sự dạy dỗ của những người Pha-ri-si. Nhưng bây giờ Chúa đến, Chúa biểu họ là phải tin Ngài. Có nghĩa là họ phải thay đổi, tâm trí họ phải thay đổi, bỏ cái kia đi mà quay trở lại tin theo Chúa Giê-xu Christ. Thì đó là ăn năn là sự thay đổi tâm trí của mình. Metanoia là thay đổi tâm trí của mình, có nghĩa là từ bỏ cái kia đi theo cái khác, thì đó là sự ăn năn. Hôm trước thầy có giảng cái bài ăn năn. Ăn năn không phải chỉ là ăn năn xin tội. Trong Kinh Thánh nói rất là nhiều chỗ Đức Giê-hô-va ăn năn, Đức Giê-hô-va ăn năn, Đức Giê-hô-va ăn năn, Ngài muốn hủy diệt thành Ninive. Nhưng mà sau đó thành đó kiên ăn, thì Đức Giê-hô-va ăn năn thay đổi ý định của mình, không diệt thành đó nữa. Như vậy ăn năn theo cái nghĩa tổng quát nhất đó là sự thay đổi ý định của mình, thay đổi tâm trí của mình. Như vậy thay đổi từ cái niềm tin này sang niềm tin khác, đó là sự ăn năn, chứ không phải là cứ ăn năn là phải xưng tội. Mà cái việc mà thay đổi niềm tin từ một niềm tin cũ sang niềm tin nơi Chúa Giê-xu Christ để được cứu rỗi, đó là sự ăn năn thiêng liêng cao cả nhất hơn bất kỳ sự ăn năn nào. Bởi vì nhờ sự ăn năn đó mà chúng ta được cứu, và Chúa hy sinh không vô ích. Tiếp theo chúng ta thấy là khi Đức Chúa Giê-xu đứng trước quan tổng đốc, quan hỏi rằng có phải ngươi là vua dân Giu-đa không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng thật như lời.
Trong lúc này các thầy tế lễ cả và các trưởng lão kiện ngài, ngài không đối đáp gì hết. Pilát nói cùng ngài rằng họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến sao? Song Đức Chúa Giêsu không đáp lại một lời gì, đến nỗi làm cho quan tổng đốc lấy làm lạ lắm. Cũng vậy, giống như trường hợp ngài đứng trước tòa công luận của các mấy ông thầy tế lễ và thầy thông giáo. Giống vậy, Chúa vẫn im lặng. Trước rất là nhiều lời buộc tội vô căn cứ của họ, ngài vẫn im lặng. Bởi vì ý chỉ của Đức Chúa Trời ngài phải được thực hiện, cho nên những cái sự buộc tội của họ không có giá trị gì đối với ngài được hết. Ngài không phải là một tội nhân, họ có thể buộc mọi thứ, ngài không cần phải phản ứng, không cần phải bào chữa. Bởi vì ngài biết rằng dù có họ buộc tội thế nào thì ngài vẫn phải lên thập tự giá. Cho nên ngài không cần phản ứng. Nhưng mà khi Philip hỏi về địa vị của ngài thì Chúa đáp là thật như lời. Ở con là phải ngươi là vua không? Chúa nói thật như lời. Như vậy chúng ta biết là Đấng Christ không chỉ là Đấng cứu chuộc, nhưng mà ngài còn chính là vua nữa. Ngài là vua trên mọi vua luôn, không phải là vua bình thường. Không chỉ là vua dân Giu-đa, nhưng mà ngài là vua trên mọi vua. Bởi vì trong Khải Huyền Động 19 câu 16 nói rằng trên áo tơi và trên đùi ngài có đề một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Vua của các vua và chúa của các chúa. Philip hỏi có phải ngươi là vua không? Ông ta hỏi câu đó là ông ta cũng đang dè chừng. Ông cũng đang có cái gì đó ông ớn ớn cho mọi chuyện bình thường. Mà ông ta không biết rằng ngài không chỉ là vua dân Giu-đa, nhưng mà là vua của các vua và chúa của các chúa. Từ câu 15 chúng ta thấy phàm đến ngày lễ vượt qua, quan tổng đốc thường có lệ tha một tên tù tùy ý dân muốn. À, như vậy là họ đặt ra cái lệ này. Ông Philip ông đặt ra cái lệ này. Cứ thế là ngày lễ vượt qua là cái lễ lớn của dân Israel đó. Ông là người ngoại nha. Nhưng mà đó là lễ lớn của dân Israel đó. Thì ông đưa ra một cái lệ đó là coi như sẽ tha một tên tù. Mà tùy ý dân nha. Dân đòi tên nào thì tha cho tên đó. Tùy ý dân nha. Đang lúc ấy có một tên tội phạm nổi tiếng tên là Baraba. Khi chúng đã nhóm lại thì Philát hỏi rằng các ngươi muốn ta tha cho người nào, Baraba hay là Giêsu gọi là Christ? À, như vậy là ông ta sử dụng cái lệ này để mà muốn tha cho Chúa Giêsu. Ông ta sử dụng cái lệ này mà mục đích của ông là muốn tha cho Chúa Giêsu. Câu 18, vì quan ấy biết bởi lòng ghen ghét nên chúng đã nộp ngài. À, ông biết rõ Chúa Giêsu không có tội chứ. Mấy người này ghen ghét mà nộp. Quan tổng đốc đương ngồi trên tòa án, vợ người sai người thưa người rằng đừng làm gì đến người công bình đó, vì hôm nay tôi đã bới cớ người mà đau đớn nhiều trong chim bao. Không biết ông bà chim bao bà thấy cái gì mà bà rất là đau ở trong chim bao. Trong chim bao bà thấy bà cảm thấy đau đớn lắm, và bà biết cái sự đau đớn này là nguyên nhân là do mà coi như là Philát đã làm gì với Chúa Giêsu. Philát đã có ý định gì với Chúa Giêsu, cho nên bà rất là đau đớn ở trong chim bao, cho nên bà can ngăn Philát đừng làm gì. Xong các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Baraba và giết Chúa Giêsu. Những người này tế lễ cả và trưởng lão nhất quyền phải giết. Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng trong hai người này các ngươi muốn tha ai? Chúng thưa rằng Baraba. Philát nói rằng vậy còn Giêsu gọi là Christ thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng đóng đinh nó trên thập tự, cây thập tự, ghê chưa? Ghê chưa? Baraba là một tên tội nhân hoàn toàn rõ ràng giết người. Nhưng mà họ lại đòi tha cho kẻ giết người. Còn Chúa Giêsu thì hoàn toàn họ không có kia lý cớ nào để mà buộc tội Chúa được hết đấy. Nhưng mà họ lại muốn định một cái án cho Chúa Giêsu, đó là phải đóng đinh trên thập tự, là một cái án phạt cao nhất, tội tử hình cao nhất. Chúng ta thấy nó vô cùng vô lý. Họ đòi tha cho một kẻ giết người. Rồi họ bất chấp. Chỉ muốn giết thôi. Ông Phi Lan họ xử thế nào? Có nghĩa là có thể là bắt bỏ tù 1 tháng, 2 tháng, là đánh mấy trăm, mấy chục hèo, mấy chục đòn rồi, được rồi. Nhưng mà dân này muốn giết luôn, muốn giết Chúa Giêsu luôn. Chúng ta thấy ghê gớm chưa?
Quan hỏi: xong người này đã làm việc dữ gì? Ông quan cũng còn biết. Làm việc dữ gì mà đến nỗi phải chịu đóng đinh lên thập tự giá? Chúng lại kêu la lớn hơn rằng: đóng đinh nó trên thập cây thập tự, đóng đinh nó cây thập tự. Nghĩa là họ bất chấp. Ông quan ông nói: người này đã làm việc dữ gì mà phải chết trên thập tự giá? Họ không thèm trả lời ông quan, họ nói: cứ đóng đinh nó trên thập tự. Như vậy thì chúng ta thấy là Philip rất muốn tha cho Chúa Giêsu, vì ông biết là bởi lòng ghen ghét nên chúng đã độc ngài. Đó là lý do thứ nhất mà Philip muốn tha. Và lý do thứ hai nữa là vợ ông cũng nói: đừng làm gì đến người công bình đó, vì hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chiêm bao. Lý do thứ hai. Và thầy nghĩ lý do thứ ba là ông ta cũng từng nghe những việc làm khác thường của Chúa, nên ông ta cũng e ngại. Ông muốn lợi dụng cái dịp này để ông tha Chúa, nhưng mà dân chúng thì kiên quyết giết Chúa cho bằng được. Bởi vì chính họ cũng không ngờ rằng cái tay độc ác này, là Philip một tay độc ác này lại không muốn giết Chúa. Tay độc ác này họ giao cho tay độc ác để giết Chúa, nhưng mà tay độc ác này lại không muốn giết Chúa, cho nên họ tìm cách họ kiên quyết để họ ép tay độc ác này phải giết Chúa. Dù trước đó họ chứng kiến nhiều phép lạ siêu nhiên nha, họ cảm động bởi sự dạy dỗ của ngài, nhưng bây giờ bởi sự kích động của các trưởng lão, tất cả họ kiên quyết giết ngài bằng mọi giá. Đúng là một cái dân tộc mù lòa, cứng cổ, bội nghịch và gian ác. Cả một dân tộc, cả một cái dân chúng đông người nhóm lại như vậy, đều muốn là đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá bởi sự kích động của những người kia. Chúng ta thấy nhiều lần Chúa đã quở trách dân Israel là dân cứng cổ, bội nghịch. Và dường như con cháu họ nó cũng có mang cái dòng máu như vậy. Philip thấy mình không thắng nổi chi hết, mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ mà nói rằng: ta không có tội về huyết của người này, điều đó mặc kệ các ngươi. Philip rửa tay, ý nữa là ta không có tội gì như người này, ta không muốn can dự vào tội người này, các ngươi muốn làm gì làm, các ngươi muốn xử sao xử, ông không muốn xử, ông không muốn xử. Họ giao cho ông để ông xử, nhưng mà ông không muốn xử, ông rửa tay, nói cái mặc kệ các ngươi muốn làm gì làm. Nhưng mà chúng ta thấy sao? Câu 25 nói: hết thảy dân chúng đều đáp rằng: xin huyết người này đổ trên tôi, trên chúng tôi và con cái chúng tôi. Philip bèn tha tên Baraba cho chúng bè về khiến đánh đòn Đức Chúa Giêsu, đoạn giao ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là coi như là Philip không thắng nổi dân chúng. Philip là một tay độc ác chứ. Chắc chắn là đã từng giết oan rất nhiều người vô tội. Cho nên là dân Israel mới giao cho cái người này, mượn tay này để giết Chúa. Nhưng lần này ông ta không muốn can tội với Chúa Giêsu. Có lẽ là coi như phần nào đó ông ta sợ uy danh của Chúa. Phần nào đó. Ông ta đã rửa tay để mặc họ xử trí, nhưng để ép buộc Philip phải giết Chúa đó. Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: xin huyết người này đổ lên chúng tôi và con cái chúng tôi, dòng dõi chúng tôi. Có nghĩa là họ nói rằng là nếu mà ông mà giết người này á, mà còn là giết oan cho người vô tội á, thì nguyện huyết đó, sự báo thù sẽ đổ lại trên chúng tôi mà cả con cháu chúng tôi. Họ nói cái kiểu đó là họ nói đến mức luôn á. Họ nói đến cực kỳ đến mức luôn á, để mà Philip an tâm mà giết Chúa. Ghê chưa? Họ dám như vậy. Họ bất chấp. Nhưng mà họ không ngờ rằng cái lời thề đọc của họ đó, họ nghĩ là lời thề này là vô tội vạ nha. Lời thề này vô tội vạ, mục đích để mà ép Philip giết Chúa Giêsu thôi. Nhưng mà họ không biết lời thề đọc này đã ảnh hưởng nặng nề và tàn khốc trên họ, trên họ và dòng dõi của họ trong suốt một thời kỳ lịch sử cả ngàn năm sau luôn. Chúng ta thấy cái chủ nghĩa mà gọi là bài Do Thái là biết bao nhiêu người Do Thái khốn khổ, chết chóc, bị tàn sát. Đi đến đâu cũng bị người ta tàn sát. Philip thì đã thuận theo dân chúng mà giết Chúa. Ban đầu ông mặc kệ, ông muốn xử gì xử, nhưng rốt cuộc ông cũng phải thuận theo họ mà giết. Như vậy ông cũng không thể thoát tội được. Ông cũng không thể nào thoát tội được.
Rõ ràng ông cũng vẫn là một tay độc ác. Ông biết điều đó nhưng mà ông vẫn thuận theo dân chúng ông làm. Đánh đòn, đóng đinh Chúa Giêsu thành thập tự giá. Lẽ ra ông có cái quyền, tôi nghĩ cái quyền, lẽ ra ông có cái quyền để không làm việc đó. Không làm việc đó, nhưng mà ông chiều lòng dân chúng, ông muốn được lòng dân chúng mà ông thực hiện một việc gian ác. Đó là giết Chúa. Trong cái bài học này chúng ta học được là lẽ thật là không ai có thể kết tội được đấng Christ của chúng ta. Ngài không chỉ là đấng cứu chuộc mà Ngài còn là vua nữa. Đấng Christ là bao hờm như vậy. Vua trên muôn kia. Cho nên á, Ngài là của để chuộc tội hoàn hảo cho chúng ta. Ngài không có tội nhưng mà Ngài dâng lên làm của lễ cho chúng ta. Ngài là một con chiên của Đức Chúa Trời không tì vít để dâng lên làm của lễ chuộc tội hoàn hảo cho chúng ta. Ngài là của lễ mà làm mùi, có mùi thơm bay lên trước mặt Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời nhậm lấy mùi thơm đó và vô cùng đẹp lòng. Và nhờ cái của lễ đó mà chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời, được thoát tội. Và chúng ta học được đó, không phải ăn năn tội mà chính đức tin bền vững mới cứu được chúng ta đời đời. Và sự ăn năn cao cả thiêng liêng nhất đó chính là đức tin của chúng ta. Đó là niềm tin của chúng ta từ bỏ những niềm tin khác để đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ. Đấng mà vì tội chúng ta phải hy sinh trên thập tự giá và sống lại để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Đó là sự ăn năn cao cả nhất, đó là sự ăn năn thiêng liêng nhất hơn bất kỳ sự ăn năn nào. Chỉ có sự ăn năn đó mới cứu được chúng ta thôi, còn tất cả những sự ăn năn đó không thể nào cứu được chúng ta được. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho anh chị em. Nguyện Chúa được vinh hiển đời đời. Amen.